dựng bài chúng ta mở mic lên. À, còn không á, thì chúng ta tắt mic, chúng ta mở camera, trừ trường hợp là camera hư mà không có thôi. Rồi mở camera lên hết coi nào. Nãy giờ thầy ngồi thì chờ hoài đó, không thầy cũng còn dạy phải không? Alo, Dạ. không thấy mà hôm nào mở camera chưa hả? Rồi thôi nhé, bây giờ đó là chúng ta đã trễ hơn 5 phút rồi đó. À, lớp trưởng coi kiểm danh nữa, báo lại cho chủ nhiệm nghe không, lớp trưởng nghe không? Alo, Dạ lớp trưởng xài mấy bạn nên không có mic á thầy ơi. rồi rồi là Duy á hả? Phải bạn Duy Dạ không? dạ phải. Rồi, cảm ơn em. Thì chúc mừng cho các em là đến với cái học ngày hôm nay. Chúng ta đã bước sang cái tuần thứ hai học online. Thì tuần thứ nhất là chúng ta học bài tôn trọng lẽ phải. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài số 2 là bài liêm khiết. Trước khi đi vào tìm hiểu cái bài liêm khiết thì thầy sẽ kiểm tra lại ở cái bài học tuần trước các em chuẩn bị như thế nào. Bây giờ thầy yêu cầu các em nêu 5 cái hành vi của học sinh thể hiện sự tôn trọng lẽ phải, và 3 cái hành vi của học sinh thể hiện sự không tôn trọng lẽ phải. Thầy mời các em giơ tay phát biểu. Có bạn nào không? Các em nào trả lời không nè? Thì giờ trước thầy đã nêu rõ hết trơn rồi, 5 cái biểu hiện là tôn trọng lẽ phải và 5 cái biểu hiện không tôn trọng lẽ phải. Alo, em có nghe không ạ? Em 89 này có nghe không ạ? Không một bạn nào trả lời hết, nghe hay là không nghe luôn. Dạ nghe thầy ơi. À, hết sức lâu luôn ha, có cái chữ nghe không à mà cũng không 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 thì trả lời được nữa. Các em có trả lời được cái câu hỏi này không ạ? À? Vậy là cái sự chuẩn bị bài của các em là không có nha, thì phơi mình lớp 89 nha. Thầy nhắc lại đó, 5 cái hành vi thể hiện tôn trọng lẽ phải, tức là chúng ta chấp hành tốt mọi cái quy định nội quy nơi mình sống, học tập và làm việc, không nói sai sự thật, không vi phạm đạo đức và pháp luật, biết đồng tình ủng hộ ý kiến quan điểm và những cái việc làm đúng, có thái độ phê phán đối với những ý kiến quan điểm và việc làm sai, vân vân. Đó. Thì trong cuộc sống của chúng ta thì nó có rất là nhiều những cái hoạt động thì chúng ta nên cố gắng và thực hiện theo những cái đúng. Còn không tôn trọng lẽ phải, tức là trái với tôn trọng lẽ phải, nó có những cái biểu hiện như là xuyên tạc sự thật, bóp méo sự thật,
vu khống, vu cáo, bao che, làm theo cái sai, làm theo cái xấu, không dám bảo vệ sự thật, bảo vệ cái đúng, cái tốt, không dám đấu tranh chống lại cái sai. Đó là những cái hành vi không tôn trọng giáo phái. Đó là những cái nội dung cơ bản mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày nha. Thì phơi bình lớp bữa nay nha, thì chuẩn bị bài chưa đó. Đây. Bây giờ thầy đưa ra một số cái hành vi như sau. Em Hải ở thành phố Long Xuyên nhặt được ví tiền nhờ công an trả lại cho người mất. Chú Minh cảnh sát giao thông không nhận tiền của người lái xe khi họ vi phạm pháp luật. Giám đốc hải quan tỉnh An Giang không nhận hối lộ của những người buôn lậu qua biên giới. Thì ba trường hợp này nó thể hiện đến tính gì? Ba cái trường hợp thầy vừa nêu đó là thể hiện đến tính gì các em? Trần Hữu Duy, em không có biết đúng không nè, em trả lời bằng cách là nhắn tin. Rồi bạn khác rồi, lớp 89 ai chủ nhiệm vậy lớp trưởng? Chú Quỳnh. Dạ thưa thầy, thể hiện đức tính là liêm khiết không tham lam. Dạ, cảm ơn em. Không có gì khó hết trơn á. Em quá lười trong khi trả lời rồi nha. Ở đây chúng ta thấy là đó là những người có lối sống trong sạch, không tham lam, không tham ô lãng phí, không hám danh hám lợi. Là những cái hành vi đó là nó thể hiện được cái đức tính là liêm khiết. Như vậy liêm khiết là gì? Liêm khiết nó có những cái biểu hiện như thế nào và có ý nghĩa ra sao? Thì hôm nay thầy trò chúng ta sẽ đi trao đổi và tìm hiểu cái bài số 2, đó là liêm khiết. Em ghi cái bài số 2 vào trong tập chúng ta là liêm khiết. Thì trước khi để đi tìm được cái nội dung của bài học thì chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất là chúng ta tìm hiểu nội dung trong phần đặt vấn đề. Nội dung trong phần đặt vấn đề giờ trước thầy đã nhắc nhở trước em về nhà chúng ta chuẩn bị, chúng ta đọc và trả lời câu hỏi trước một bước. Thì bây giờ em sẽ trả lời cho cả lớp chúng ta cùng biết. Một là tìm hành vi thể hiện việc làm của bà Marie Curie. Những hành vi đó thể hiện cái tính gì? Câu hỏi thứ nhất, em phải trả lời. Có em nào không ạ? À? Ở đây chúng ta không có thời gian nha. Các em học cái tiết này còn tiết nào nữa không ạ? Các em còn học tiết nào nữa không ở lớp 89? Dạ tiết Những này tiết cuối thôi anh. tiết cuối hả? Các em mạnh dạn lên đi. Cái gì mà không dám trả lời chị? Ở trên máy, trên online chúng ta học là cần cái sự nhanh nhẹn, hoạt bát, nghe, nó mới có đủ cái thời gian các em. Mà nếu không là nó sẽ trễ thời gian đó. Em là trả lời câu hỏi thứ nhất. Hành vi thể hiện việc làm của bà Marie Curie, những hành vi đó thể hiện cái tính gì? Các em không có đọc cái câu chuyện đó rồi nha. Rồi bây giờ những việc làm của bà Marie Curie là bà cùng với chồng của mình là Pierre Curie đã đóng góp cho thế giới những sản phẩm có giá trị về khoa học và kinh tế, không giữ bản quyền phát minh của mình mà
và sẵn sàng giữ quy trình viết tắt RADY cho ai cần tới. RADY là một cái loại mà được nghiên cứu để mà điều trị bệnh ung thư các em. Chấp nhận sống túng thiếu, gia đình của bạn cũng không phải là giàu có lắm nha. Chấp nhận sự sống túng thiếu, gửi biếu tài sản rất là lớn của mình là 1 gam radi cho viện nghiên cứu ứng dụng radi để chữa bệnh ung thư, và bà từ chối sự đề nghị của chính phủ Pháp không nhận những cái món quà của tổng thống Mỹ. Vậy thì cái việc làm của bà thể hiện bà là một cái người không vụ lợi, không tham lam, luôn luôn sống là có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, không đòi hỏi bất cứ một cái điều kiện vật chất nào. Đấy. Đó là chúng ta đang tìm hiểu về bà Marie Curie. Thì chúng ta sang cái nội dung thứ hai là của Dương Trắng. Bây giờ các em hãy nêu cái hành động của Dương Trắng, những hành động đó thể hiện cái tính gì? Đăng lên. Đỉnh Thái. Dạ thầy ơi, không biết. Em không có đọc ở trong cái phần cái nội dung đó là lấy gì mà biết. Có gì đâu mà khó. Dương Trắng là tiến cử Vương Mặc làm quan huyện. Bởi vì Vương Mặc là cái người có tài, có đức và có cái việc làm tốt. Vương Mặc đó là ban đêm mới đem vàng đến để mà trả cái ơn cho Dương Trắng, nhưng mà Dương Trắng từ chối cái việc mà Vương Mặc đem vàng đến để ông nói là không ai biết hết, ban đêm ban hôm không ai thấy. Dương Trắng nói là mình không muốn cho người ta biết trừ khi mình được làm. Như vậy thì cái việc làm của Dương Trắng là thể hiện ông là một cái người làm việc rất là tốt, không cần sự trả ơn của người đó. Đức tính của ông rất là thanh cao, vô tư, không hám lợi. Rồi câu hỏi thứ ba, hành động của Bác Hồ được đánh giá như thế nào và những cái tình huống đó thể hiện đức tính gì? Nói về Bác Hồ thì rất là gần gũi với chúng ta rồi, phải không nè? Rồi, Bác Hồ được đánh giá như thế nào các em? Các em nào biết không nào? Thì khi mà nói đến Bác Hồ thì một cái người nhà báo Mỹ đã viết, cụ vẫn sống như người Việt Nam bình thường, cụ đã khước từ những ngôi nhà đồ sộ, những bộ quân phục của các thống chế, những ngôi sao của các đại tướng. Thì em thấy là những cái người mà lãnh tụ của một quốc gia đó thì họ ở nhà cao cửa rộng đó, ăn mặc đó thì là quần lớn áo lớn, huy chương quy hàm thì gắn đầy đó là trên áo, không giống như cái đại tướng như cái thống chế khác. Đấy là không có ai mà sống như cái giản dị, sự giản dị của Bác Hồ. Thế mà đấy, cụ là một cái người Việt Nam sống trong sạch và liêm khiết. Bác ở một nhà sàn, nhà sàn của bác rất là đẹp. Nào có cái dịp mà đi ra Hà Nội đó, vào cái lăng Bác đó, thì có cái nhà sàn ở cạnh cái lăng Bác, rất là đẹp, rất là sạch sẽ, thoáng mát. Thì ba cái hành vi, ba cái cách cư xử như thế nó có cái điểm chung nào các em? Chúng ta đang nghiên cứu và tìm hiểu thì những cách cư xử cho nó có cái điểm chung nào nè?
Quý Nguyễn. Dạ thầy, là người sống trong sạch, không ham danh, không ham lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen và ích kỷ. Đó là em trả lời là cái khái niệm về liêm khiết rồi, phải không nè? Ở đây thì yêu cầu thì em nêu những cái cách cư xử của ba nhân vật trên đó, nó có cái điểm chung nào? Em thấy câu hỏi không, nó thể hiện rõ ở trên màn hình là thấy chưa? Thì ở đây đó là cái cách cư xử của ba người đó, nó có cái điểm chung đó là họ sống rất là thanh cao, không vụ lợi, không hám danh, làm việc một cách vô tư, có trách nhiệm, không đòi hỏi bất cứ một cái vật chất nào. Chính vì thế mà cái người sống liêm khiết là luôn luôn nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, làm cho xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn. Đấy. Em học em lưu ý và theo dõi đó. Chúng ta vừa kết hợp sách giáo khoa nè, vừa nhìn trên màn hình nè, vừa lắng nghe nè. Đấy. Thì nó sẽ nắm chắc được cái bài và không mất thời gian. Như vậy thì qua nội dung chúng ta trao đổi và tìm hiểu, các em cho biết là liêm khiết là gì? À, liêm khiết là gì nè? Rồi, Ngọc Nhiên. Dạ thầy, theo em liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen ích kỷ. Cảm ơn em. Các em ghi vào cái nội dung mà bạn mình vừa trình bày. Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện lối sống trong sạch, không hám danh hám lợi, không nhỏ nhen ích kỷ. Thì liêm khiết, liêm ở đây là gì? Liêm là trong sạch, không tham lam. Ngày xưa dưới cái chế độ phong kiến, những người mà làm quan mà không liêm, tức là không đục khoét dân thì gọi là liêm. Còn chữ liêm đó nó có nghĩa rất là hẹp. Còn trong cái thời cuộc hiện nay đó, thì nước ta là cái nước dân chủ cộng hòa, chữ liêm nó có nghĩa rộng hơn, tức là tất cả mọi công dân Việt Nam đều phải liêm, tức là sống phải trong sạch, phải liêm khiết. Được. Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon sống yên đều là bất liêm. Người cán bộ cậy thế mà khoét dân, ăn của đúc hoặc trộm của công, làm của tư. Người mà mua bán, mua một bán mười hoặc mua gian bán lận, chợ đen chợ đỏ, tích trữ đầu cơ. Người mà có tiền cho vay bóp cổ, bóp hầu, bóp họng đồng bào. Người làm ruộng mà không ra đồng để đào mương mà lấy cắp nước ruộng của nhà láng giềng. Người làm nghề, tức là bất kỳ nghề nào, nhân cái lúc khó khăn mà bóp chết đồng bào, cũng như là cái lúc bây giờ là đất nước đang bị dịch, có những người lợi dụng cơ hội này và đưa những cái hàng hóa tăng giá rất là cao, gấp ba gấp bốn. Người cờ bạc chỉ mong xoay của người làm của mình. Tất cả những cái điều trên đều là tham lam, đều là bất liêm. Dìm người giỏi để giữ địa vị danh tiếng của mình là tham danh địa vị. Gặp việc mà sợ khó nhọc nguy hiểm không dám làm là tham giặc quý lao, tức là tham việc nhàn nhã, tránh việc khó nhọc, tức là lắm nặng thèm nhẹ nha. Gặp giặc rụt rè không dám làm là tham sanh quý tử, tức là tham sống sự chết.
cả những cái điều mà trái với liêm, những liêm mà Khổng Tử có nói, người mà không liêm không bằng súc vật. Và cụ Mạnh Tử nói ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy. Đấy. Thì em thấy là đất nước ta trong cái thời gian qua thì cũng có những cái nhà lãnh đạo cao cấp tham lam, tham ô, bóc vặt hàng tỷ tỷ đồng chứ không phải là ít. Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy những cái hành vi mà thể hiện đức tính liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày chúng ta hiện nay nó có những cái hành vi như thế nào, thì đề nghị em nêu một số cái hành vi thể hiện đức tính liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày cái nào. Thì chúng ta thấy là trong cái cuộc sống hàng ngày đó, tức là những cái gia đình họ làm giàu bằng những cái tài năng và sức lực của chính bản thân họ, tức là họ làm giàu một cách là chính đáng, không mất mặt, không hối lộ, họ biết kiên trì, biết phấn đấu để đạt được kết quả cao trong công việc. Thì ở đây chúng ta thấy là có những người họ làm có bao giờ họ đói không em? Không á, là biến nó mới đói thôi, nó mới nghèo thôi. Chúng ta làm đạt được hiệu quả tốt thì nó sẽ giàu. Còn đối với học sinh nè, là các em phải trung thực trong kiểm tra, không quay khớp, không sử dụng tài liệu, vân vân, tự mình độc lập làm bài, mình hiểu bao nhiêu làm bấy nhiêu. Nè, mình làm không được là mình tự mình đặt câu hỏi cho bản thân của mình, tại sao mình làm không được? Chắc có lẽ là tại vì mình làm biếng, mình không học bài thì lấy gì mình làm được? Nè, thì mình chấp nhận lần sau mình sẽ học tốt hơn, chứ không phải là do làm bài không được bắt đầu là quay cớp bỏ tài liệu, đó là vi phạm quy chế phòng thi, quy chế thì kiểm tra. Không tìm cách chạy điểm để có kết quả cao, phấn đấu hết sức mình để đạt được kết quả cao trong học tập, có ý thức xây dựng tập thể lớp tốt để có cái môi trường học tập tốt, biết đoàn kết, biết thương yêu và giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn. Thì đó là những cái biểu hiện trong cái cuộc sống hàng ngày thể hiện cái tính liêm khiết nha. Và có nhiều cái doanh nghiệp trẻ kiên trì phấn đấu vươn lên thành đạt làm giàu cho đất nước. Còn ngược lại những cái hành vi mà trái với liêm khiết, tức là dùng tiền bạc quà cáp biếu xén nhằm đạt được mục đích của mình, chỉ làm việc gì khi mà có lợi cho mình, lâm tặc nó móc nối với cán bộ kiểm lâm ăn cắp gỗ quý, săn bắt những động vật quý hiếm, cán bộ công nhân xây dựng rút bớt sắt thép xi măng trong quá trình xây dựng làm ảnh hưởng đến công trình. Em nhớ lại là cái cầu Cần Thơ nè, xây dựng cái trường học ở Hà Nội nè, do rút các cái sắt thép, các đá xi măng không đảm bảo về chất lượng cho nên nó bị sập gây ra chết người đó. Thiệt hại về người và của là biết là bao nhiêu. Rồi tìm cách chạy điểm trong học tập, tổ chức đường dây thi hộ, đây đây cái chuyện này là hiện nay là nó rất là phổ biến, tìm cách tổ chức thi hộ thi thế để vào đại học, lợi dụng chức vụ quyền hạn để chung dập những người không ăn cánh với mình, tức là không ăn gơ với mình trong cơ quan cán bộ mà không ăn gơ với mình là loại trừ nó ra, nó tài ba cỡ nào thì tìm cách để mà không ăn gơ là chù dập đấy, lợi dụng chức vụ quyền hạn nhận tiền lúc đó nhân dân. Thì đó là những cái biểu hiện, những cái hành vi trái với liêm khiết. Như vậy thì nó tóm lại liêm khiết nó có những cái biểu hiện như thế nào, em nào trình bày cái phần nội dung của cái biểu hiện liêm khiết nè. Em thấy trên màn hình không à? Alo. Rồi. Trung Quốc. Dạ thưa thầy, Em trình bày đi. biểu hiện của liêm khiết là không tham lam, không tham ô tiền bạc tài sản chung, không nhận hối lộ, không sử dụng tiền bạc tài sản chung vào mục đích cá nhân, không lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho bản thân.
Cảm ơn em. Đề nghị chúng ta cho bạn Trung Quốc một tràng pháo tay ra nè. Ủa lớp ngủ cho thấy giờ. Mở mic lên các em. Cho bạn mình một tràng pháo tay coi. Trung Quốc có tiếng bộ. Có tiếng bộ đấy. Đôi tay có một chút thằng không dám nữa gì hả? Đôi tay. Rồi ghi cái nội dung bài học vào tập đi em. Không tham lam, không tham ô tiền bạc tài sản chung, không nhận hối lộ, không sử dụng tiền bạc tài sản chung vào mục đích cá nhân, không lợi dụng chức vụ quyền hạn để mưu lợi cho bản thân. Như vậy thì ở đây chúng ta đã trao đổi và tìm hiểu được cái khái niệm liêm khiết và biểu hiện của liêm khiết. Như vậy thì chúng ta thấy là liêm khiết nó có cái ý nghĩa như thế nào? Liêm khiết có ý nghĩa như thế nào các em? Vi. Dạ thưa thầy, sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, góp phần làm cho xã hội trong sạch tốt đẹp hơn. Cảm ơn, rất tuyệt vời, rất là dễ thôi, phải không? Không có gì khó hết trơn á. Rồi chúng ta ghi cái nội dung thứ ba vào, ý nghĩa của liêm khiết. Liêm khiết thứ nhất là nó giúp cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người. Thứ hai là nó góp phần làm cho xã hội trong sạch và tốt đẹp. Chúng ta thấy là trong cuộc sống ai cũng xử sự tốt đẹp với nhau thì xã hội sẽ văn minh và tốt đẹp hơn, đó là lẽ tất nhiên. Và chúng ta làm những cái điều hay, những cái điều phải, những cái điều đúng đắn và tốt đẹp thì đi tới đâu cũng được mọi người đó là tin yêu và quý trọng. Ok, xong chưa nè? Dạ chưa thì ơi. Rồi, bây giờ chúng ta đã biết được cái liêm khiết rồi, biểu hiện của liêm khiết và lòng khiên không liêm khiết rồi nha, ý nghĩa của nó. Bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái liêm khiết là những cái điều tốt đẹp, đúng đắn, được mọi người thương yêu quý mến, thì chúng ta phải rèn luyện cho mình để trở thành một cái người liêm khiết. Bây giờ chúng ta cần phải làm gì nào? Các em cần phải làm gì để trở thành một cái người liêm khiết, được mọi người thương yêu quý mến? Rồi nha. Yeah. Bây giờ cái trách nhiệm của học sinh muốn để trở thành một cái người liêm khiết thì trước hết chúng ta phải thật thà, trung thực ở mọi ứng xử của mình trong quan hệ với gia đình, bạn bè và xã hội. Tức là ở mọi nơi, mọi lúc đó, lúc nào cũng trung thực, ngay thẳng, thật thà. Trung thực trong kiểm tra thi cử, không quay cớp. Biết kiên trì phấn đấu để đạt được cái hoài bão, ước mơ, làm giàu bằng chính sức lực của mình. Bây giờ gia đình mình gặp khó khăn, cho mình ăn học, tức là hy sinh đời bố mà cũng có đời con. Thì muốn thay đổi được cái kinh tế gia đình, muốn giàu có là phải học, các em phải học. Nên phải học thật giỏi để đạt được những cái ước mơ, nguyện vọng của mình. Đồng thời phải luôn luôn cảnh giác với những cái hành vi bất liêm của mình. Bởi vì không phải lúc nào mình làm cũng đúng hết em. Có đôi lúc mình làm nó sai mà mình không biết. Nên, cho nên ở đây chúng ta muốn làm, muốn nói một cái điều gì đó, chúng ta phải suy nghĩ thật là kỹ trước khi nói, trước khi làm.
Và sau khi làm và nói là chúng ta phải kiểm nghiệm nó là à mình làm cái việc đó nó như thế này là nó còn nó đúng chưa, nó thiếu chỗ nào chúng ta cần bổ sung, chúng ta cần phải điều chỉnh chỗ này chúng ta nói không đúng rồi, là mình phải điều chỉnh ngay lần đấy. Đó là cái trách nhiệm của học sinh nha. Rồi thì qua cái nội dung chúng ta trao đổi và tìm hiểu thì các em sẽ làm cái bài tập ở trong sách giáo khoa 5 bài. Thì cái bài tập này cũng rất là đơn giản nha. Nha, ở bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 rồi bài 5. Và các em lưu ý như thế này là trong mấy cái năm gần đây đó có hiện tượng là thuê người khác thay mình để đi lại, để đi thi đại học và đã bị phát hiện, xử phạt cả người thuê lẫn người được thuê. Cái hiện tượng đó là gian lận. Bây giờ em hãy phê phán cái tác hại của cái việc làm đó đối với cá nhân, đối với xã hội, kinh tế, văn hóa, khoa học, tổ chức cán bộ. Nè, em lưu ý, em ghi lại nè, mấy cái năm gần đây nó có hiện tượng là thuê người khác thay mình đi thi đại học và đã bị phát hiện, xử phạt cả người thuê lẫn người được thuê, thì hiện tượng đó là gian lận, gian lận trong thi cử đấy. Bây giờ các em hãy phê phán tác hại nhiều mặt đó, đối với cá nhân nè, đối với xã hội nè, kinh tế, văn hóa, học, tổ chức. Các em lưu ý nha, rồi chúng ta làm cái phần này. Rồi bây giờ cái này cũng là tiết cuối nha. Thì các em sẽ chơi một cái trò chơi là chọn tranh để xử lý tình huống. Nãy giờ cái lớp mình làm biếng rất là nhiều rồi nha. Bây giờ chúng ta có những cái bông hoa rất là đẹp nè. Đấy. Cái bông hoa ở hình thứ nhất là lan bầu rượu tím. Cái bông hoa thứ hai là lan bầu rượu xuân. Cái bông hoa thứ ba là lan kiếm vàng. Bông hoa thứ tư là lan hoàng thảo thủy tiên. Vì thầy mời một em chọn cho mình một cái bông tuyệt đẹp coi nè, em thích cái bông nào? Mạnh dạn chọn lên mấy em. Có gì đâu, bông hoa đẹp mà. Thầy ơi, em thích bông hồng. Bông hồng nào đâu? Ở đây không có bông hồng. Vậy thôi, em không thích nữa. À, chọn thử một cái bông nó đẹp coi. Các bạn nữ đâu? Trời ơi, bạn nam bông rất là đẹp nè. Lan bầu rượu tím, lan bầu rượu xuân, lan kiếm vàng, lan hoàng thảo thủy tiên. Cái lớp này không có thích đẹp ha. Rồi Hữu Duy, hoàng hảo thủy tiên, em có mic để trả lời không Duy? Duy à? Không hả? Không làm sao mà mình trả lời được. Rồi mời một bạn khác coi. Lan bầu rượu tím thầy ơi. Là Dân Phúc. Phúc đâu? Rồi. Em chọn bông nào? Em chọn lan bầu rủ tím. À, Phúc ơi, lan bầu rượu tím nó sẽ làm gì? Em sẽ làm gì khi thấy bạn thân của mình quay top trong giờ kiểm tra? Phúc. Em sẽ Sẽ làm gì? em sẽ nhắc bạn. À, nhắc bạn hay là nhắc bạn hay là đang môi giới nè, cái này là học sinh thường có nè, mà cái Em tình nhắc huống bạn. đã phân biệt rồi không phải không? À,
Trong cái trường hợp này đó là chúng ta nhắc nhở bạn, đồng thời chúng ta phân tích cho bạn thấy cái tác hại của cái việc mà là mở tài liệu nghe, tức là nó đã vi phạm về cái quy chế thi rồi, quy chế kiểm tra rồi đấy. Và nếu mà không nghe thì báo cho giám thị thôi, báo cho giáo viên thôi. Ok rồi, chúng ta tiếp tục. Còn lại ba cái bông đẹp quá, em nào chọn cho mình một cái bông quá nè. Bạn Vi nè, không ai chọn hết à, không chọn này kia nha. Anh Phương Dạ thầy. không đâu, Phương Dạ. em chọn bông nào? Không chọn ông nào được không hả? Bông nào, bông nào em? Này là lan bầu đậu xuân nè, đây là lan kiếm vàng nè, đây là hoàng thảo thủy tiên nè. À, bông hoàng hảo thủy tiên đi thầy. À, bà hoàng thủy tiên nó rất là đẹp nè, thấy không Phương ơi, em sẽ làm gì khi thấy người thân của mình nghĩ cách để trốn thuế? Nhà có kinh doanh không? Nha ông thầy. Những người thân mình có ai kinh doanh mua bán gì không? Dạ không luôn. Ở xóm mình có không? Không luôn thầy. Rồi em nào trả lời, em chắc có trả lời được không? Thì ở đây thầy trả lời cho các em câu này nha. Thì kinh doanh là phải đóng thuế à, đó là cái quy định của pháp luật rồi. Nếu mình trích một cái phần thu được cái lợi nhuận của mình đó để mà đóng vào cái ngân sách của nhà nước đó, để mà nhà nước chi tiêu cho những cái công việc chung. Cái bài học này ở lớp 9 á là các em mới được tham gia, các em mới học. Thì ở đây thì này chỉ nói sơ ra để các em biết thôi. Rồi còn lại hai cái bông, chọn bông nào nè? Không có bạn nào giơ tay tham gia hết. Vi, Trần Vi. Dạ. Thằng Vi Trần, em chọn bông nào? Dạ bông kiếm vàng á Chàng ố đẹp muốn chết mà nãy giờ không chịu chọn được chân á. Lan kiếm vàng. Vi ơi, em thầy. sẽ làm gì khi thấy anh họ mình chạy trọt để được thăng chức? Dạ là em sẽ khuyên ảnh. Thầy ơi thầy, em không hiểu cái câu Khuyên chạy ảnh chọt là gì thầy. chạy chọn là đút lót đó, Dạ. người đưa hối lộ, người nhận hối lộ Dạ. đó, Dạ. không à, phải ngăn chặn liền phải không? Dạ Bởi vì dạ. cái người muốn chức được mà người đó phải có tài đức vẹn toàn nè, phải có phẩm chất đạo đức tốt nè, phải có tài năng trí tuệ giỏi nè, phải không? Nó được thăng Dạ. chức, nó đâu phải mình chạy chọn để mà có chức lên là bù Dạ. nhìn cái gì. Ok rồi, thôi rút kinh nghiệm nha, cố gắng. Còn lại một cái Dạ. bông đẹp quá đẹp rồi mấy em ơi, đứa nào chọn đây nè. Chậm quá, cái lớp này học chậm quá, chậm luôn đó nha. Thái Nghiêm, đâu rồi? Dạ thầy. Đúng bóng này em. Thôi em tiền đi. Tiền. Tiền đâu rồi? Tiết Nhung, Võ Thị Tiết Nhung. Dạ có thầy.
Rồi, em lang bầu đầu tím nha Nhung. Dạ. À, Nhung ơi, em sẽ làm gì khi thấy mạng răng của mình đi vào đường ngược chiều? Dạ thưa thầy, em sẽ nhắc nhở bạn. Nhắc sao? Ngại trả lời quá phải không? Ở đây đó em biết không, mình ở đây thì không có cái đường mà một chiều nha, tức là một chiều, tức là cho một chiều đi thôi đó, là không có cái xe ngược chiều. Nếu mà đi vào cái đường mà ngược chiều đó thì rất là dễ xảy ra tai nạn, thì nó gây thiệt hại về người và của, không chỉ cho mình mà có cho người khác. Cho nên là chúng ta khuyên là không có được đi vào đó, mình phân tích cho họ thấy những cái nguy hiểm, cái tác hại của nó, không ngăn chặn nó liền. Rồi, cảm ơn các em đã theo dõi cái bài học hôm nay. Nhưng mà ở lớp chúng ta đó thì học rất là tệ nha, các em tham gia rất là chậm, nói chung là không có hiệu quả, cái không có nghiên cứu tìm hiểu gì cả nè. Thì nó tóm lại qua cái nội dung bài học hôm nay đó, thì khi mà nói đến liêm khiết, tức là nói đến sự trong sạch, trong lãnh đạo, trong cái đạo đức cá nhân của từng người, liêm khiết rất là cần thiết cho mọi người và cho xã hội, sẽ tốt đẹp biết bao khi mọi người biết sống thanh cao, trong sáng, có trách nhiệm đối với mình, với mọi người, và đem hết sức mình để xây dựng cuộc sống cho gia đình xã hội ngày càng sẽ được tốt đẹp hơn. Nhân dân ta rất là coi trọng sự liêm khiết, chê bai những kẻ trộm cắp tham nhũng. Học sinh chúng ta là cần phải biết tôn trọng, học tập và noi gương những người có đức tính liêm khiết. À, thì các em về nhà đó, các em sẽ làm bài tập, đồng thời các em học cho thuộc bài và chuẩn bị cho cái bài mới, và tôn trọng người khác. Thì các em cũng đọc cái phần đặt vấn đề, đọc câu hỏi gợi ý để trả lời trong phần câu hỏi đó, trong phần đặt vấn đề, đọc sơ ngang cái nội dung bài học và bài tập. Nên thì các em sẽ nắm trước cái kiến thức một bước, nghe rõ không? Rồi, thì cảm ơn các em đã tham gia cái buổi học hôm nay, chúc mừng các em. Alo. Thôi nghỉ nha. Chào thầy. Có gì cần hỏi không nè? Chàng ơi, học thì không phát biểu, không tham gia gì hết. Nó hồi nghỉ ha, thì cũng im ru và gù luôn, không có câu nào phản hồi gì cả. Bye bye thầy. Bye bye thầy. Bye 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 thầy. Rồi, bye bye các em. Các em phải cố gắng nhiều hơn nữa nghe. Các em học như vậy là chưa đạt cái hiệu quả đó. Rồi, chúc mừng các em cố gắng học tốt. Dạ, cảm Bye ơn. Bye bye thầy. bye. Dạ, bye bye Ok. thầy.